Xin chào các bạn. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn đây là cái lưu lượng kế. Vì ở trên này nó ghi là flow meter này. Đó. Cái này là sản xuất tại Nhật Bản. Thông số kỹ thuật của nó là thắc lô FG 0540112, còn model của nó là AM 7171 LW 02G1F-5 và cái MFG number là F18-480487. Ngày của nó tháng 9 năm 2018. Sản xuất tại công ty Toyo Keiso Company Made in Japan, sản xuất tại công ty Tokyo, Nhật Bản. Trên đây là cái mặt bích, tôi sẽ chiếu cho các bạn coi bên trong. Ở bên trong nó gồm một cái ti này, dài này, ăn sâu trong. Ở bên trong được sử dụng một cái đế, một cái ti, và của nó là bên trong là inox hết. Dưới này là một cái ống. Ống này thì cũng sử dụng bằng inox, có thể là inox 316 hoặc ít nhất là 304. Còn bên này của nó là cái hiển thị, nghĩa cái lưu lượng của nó chảy bao nhiêu mét khối trên lít, trên min, n trên min, có nghĩa là lít, thì nó sẽ hiển thị và cái kim này nó sẽ đi lên. Đây là 120, mình cũng không hiểu là 120 lít hay gì, vì cái đồng hồ này nó rất là mới mẻ với mình. Mình có cái này để mình chỉ có thấy để mình quay. Các bạn nào mà biết thông tin về cái đồng hồ này nó như nào và sử dụng cho cái gì thì xin hãy comment ở bên dưới để cho mọi người biết là cái đồng hồ này là đồng hồ gì và nó đo sử dụng để cho cái mục đích gì. Hiện tại tôi cũng chưa biết là nó sử dụng cho mục đích gì, nhưng mà tôi thấy cái này nó rất là hay và trông rất là độc đáo. Tôi nhập về nhưng tôi cũng chẳng biết là nó là cái gì nữa. Hàng này thì hàng mới, nhưng mà cái này là tôi cũng có một người bạn bán lại thì tôi mua lại thôi. Đó, xin chân thành cảm ơn. Nếu quý vị thấy hữu ích và cần theo dõi một số cái kênh, theo dõi một số các cái đồng hồ hoặc van tiếp theo thì xin hãy đăng ký, và để coi được các cái video tiếp theo tôi sẽ làm van và đồng hồ nước cho các bạn. Xin chân thành cảm ơn.